anh phải cửa hàng bán bộ da thực vật, bán đồng vi lượng thực kiểu dễ thôi không anh? Dạ, em có cái đồng vi lượng đấy. Em coi trên mạng thấy anh vậy rồi, giờ em đặt hàng là anh giao mà em được không? Dạ, anh dùng khoảng tầm bao nhiêu gói anh? Một gói của nó 1 kg nó phải được khoảng tầm 600 Tôi lít. thì trồng cây chanh đang trái với bông sở nhị đó, tôi tính sát khuẩn cái đồng vi lượng đó đó. Dạ, nó còn bông không hay là nó đang vào trái hết rồi? Bông thì giờ mình mua đi rồi cỡ tuần sau mình mới xịt, thì sở nhị rồi mình mới xịt đầu đũa ăn á. À rồi rồi, cái nó vào trái vậy thì một gói này anh phải pha khoảng tầm 800 lít nhá. Một gói pha 800 lít. Dạ. Rồi, Nếu một mà gói đó cây giá. cây mà không không còn nuôi trái là anh pha một gói này khoảng tầm 2 3 khoảng khoảng tầm 4 đến 600 lít, còn nếu mà cây đang nuôi hoa nuôi trái đang còn nụ ấy thì anh xịt về buổi chiều tối chiều mát và xịt 800 lít. Rồi, vậy anh ship cho em 5 gói đi. 5 gói, dạ vâng rồi. Anh chấp địa chỉ với nhé, tên nhận là gì nhỉ? Rồi, rồi như vậy thì cái chanh con mình phun được không anh? Chanh con phun được, nếu mà chanh con nó không còn nuôi hoa nuôi trái gì thì anh phun pha khoảng tầm 400 lít thôi, anh phun cho nó và phun về buổi chiều mát thì nó sẽ giúp anh sát khuẩn được mạnh hơn. Còn khi mà nó đang nuôi trái nuôi hoa ấy là anh nên hòa loãng để cho nó tránh ảnh hưởng đến hoa trái á. Gói 1 kg. Cái loại này thì nó sẽ giúp cô chú anh chị em nhà mình là sát khuẩn cực mạnh trên những cái thân cành lá và hiệu quả cực nhanh. Với chanh cam quýt bưởi thì các anh chị có thể phun trên lá trên quả trong cái thời kỳ cây đang nuôi hoa nuôi quả vẫn sử dụng được bình thường nhé, thì nó sẽ hạn chế những cái việc như là bị ghẻ lá ghẻ trái này và cái việc như là bị nấm bồ hóng trên lá. Thì trong cái thời điểm mà nó đang nuôi hoa và nuôi quả non thì các anh chị nên phun xịt về buổi chiều mát và xịt với liều lượng nhẹ thôi. Một gói này thì nó xịt được khoảng tầm 800 lít nước đối với cây đang nuôi hoa và nuôi quả non. Còn sử dụng cho cây con và cây sau thu hoạch thì các anh chị hòa khoảng từ 400 đến 600 lít nước nhé. Ngoài ra nó còn giúp các anh chị là hạn chế những cái việc như là xoăn lá non và bị vàng lá đọt khô cây. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái gói đồng vi lượng này cho những cái cây có múi của nhà mình thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số điện thoại trên màn hình và cái dòng số bên trên của em là có Zalo nhé. Và cô chú anh chị em cũng có thể là liên lạc với em qua hai cái số này thì em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị em một cách chi tiết hơn và để sử dụng cái thuốc này nó có hiệu quả cao hơn nhé. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.